Chào mừng các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết ngày mùng 8 tháng 12 năm 2023 trên kênh VN Tin Tức. Mở đầu thông tin thời tiết ngày mùng 8 tháng 12 chúng mình xin cập nhật thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết ở các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm mùng 7 tháng 12 có mưa rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Tiếp theo là các thông tin dự báo thời tiết trên biển. Dự báo đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 12, khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7 đen kép 8, biển động. Khu vực phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Ngoài ra, trong đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 12, ở khu vực phía nam của giữa Biển Đông. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Cảnh báo đêm mùng 8 tháng 12, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 12 năm 2023. Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ C, vùng núi 12 đến 15 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, phía Nam nhiều mây, có nơi mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 15 đến 18 độ C, phía Nam 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C có nơi trên 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 26 đến 29 độ C, phía Nam 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Thông tin thêm đến các bạn, thời tiết tại khu du lịch quốc gia Sapa nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Gió đông bắc cấp 2, trời rét hại, Nhiệt độ từ 11 đến 17 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Sáng sớm ngày 7 tháng 12, do nhiệt độ giảm thấp nên tại đỉnh Fansipan đã xuất hiện sương muối với cường độ nhẹ. Đây là đợt sương muối thứ tư xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong năm nay. Dự báo đêm về sáng ngày 8 tháng 12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan vẫn trong tình trạng giảm thấp. Nếu thời tiết chỉ có gió nhẹ hoặc lặng gió, khả năng sương muối tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like chia sẻ và ấn đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng gửi tới các bạn xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin sau